Chào mừng các bạn đã đến với video của Thế Giới Hôm Nay. Hãy comment xuống phần bình luận cho Thế Giới Hôm Nay biết nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của bộ phim Công viên Kỷ Jura. Trong phim, thông qua các mẫu DNA còn sót lại, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lại để tái tạo ra những con vật sống mà vẫn duy trì được những bản năng nguyên thủy đáng sợ của nó. Trên thực tế, với những kỹ thuật gen di truyền hiện đại, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu để đem các loài sinh vật tiền sử này quay trở lại trái đất. Họ tin rằng, với những mẫu gen hiếm hoi được tìm thấy của khủng long, voi ma mút hay hổ Tasmania, họ có thể tái sinh những loài vật đã tuyệt chủng này. Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu về 8 loài động vật tiền sử đáng sợ sắp được hồi sinh nhé! 8. Hổ Tasmania. Lời đồn rằng linh cẩu có cú ngoạm kinh hoàng nhất thế giới là không chính xác. Xét trên trọng lượng cơ thể, danh hiệu đó phải thuộc về hổ Tasmania. Hổ Tasmania hay chó sói Tasmania có nguồn gốc ở Australia, là loài thú ăn thịt có túi lớn nhất trong thời hiện đại. Loài hổ này có hình dáng vô cùng đặc biệt, bề ngoài giống như chó sói, nhưng trên lưng lại có sọc vàng như hổ, là có túi giống kangaroo. Nhưng do săn bắt trái phép, cá thể Tasmania cuối cùng đã chết vào năm 1936. Bởi vì chúng bị tuyệt chủng gần đây, nên các mẫu cơ thể vẫn còn được bảo toàn và bảo quản nguyên vẹn trong các lọ nằm trong bảo tàng. Giáo sư Andrew Pass thuộc Đại học Melbourne đang nghiên cứu để sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen tiên tiến nhất là CRISPR-9 nhằm hồi sinh bộ gen của loài hổ Tasmania. Năm 2000, nhà sinh vật học người Úc Mike Archer đã tiến hành nhân bản một con hổ Tasmania bằng cách lấy ADN từ các mẫu vật ở bảo tàng, và họ đã tiến hành cấy ghép thành công cho loài chó. Trong tương lai, hổ Tasmania sẽ có cơ hội xuất hiện trở lại trên trái đất này. 7. Voi ma mút. Với thân hình khổng lồ cùng cặp ngà to khỏe, đây chính là vũ khí để voi ma mút chống lại kẻ thù ngoài tự nhiên. Ngay cả tổ tiên chúng ta, loài người nguyên thủy, cũng là thiên địch của loài voi khổng lồ này. Những con voi ma mút cuối cùng đã biến mất từ hơn 4.000 năm trước. Năm 2011, các nhà khoa học Nhật Bản đã thực hiện một bước tiến quan trọng khi tiến hành cấy ghép tế bào từ một xác ướp voi có niên đại 28.000 năm tuổi và một con chuột. Và kết quả cho thấy các dấu hiệu hoạt động sinh học tích cực trong vật mẫu. Trong hội nghị Hiệp hội Mỹ về những tiến bộ khoa học tại Boston, giáo sư George Just cho hay đội ngũ chuyên gia Đại học Harvard do ông dẫn đầu đang rất gần mục tiêu tạo ra phôi ma mút. DNA của loài voi mới sẽ được trích từ DNA của voi ma mút và cấy vào phôi thai voi châu Á. Sinh vật này gọi là mammophon, có bề ngoài như voi châu Á nhưng sẽ xuất hiện các đặc tính quan trọng của voi ma mút như tai nhỏ, mỡ dưới da dày, lông dài xù xì và máu huyết thích hợp với cái lạnh. Dự án bắt đầu năm 2015 và số lượng chỉnh sửa DNA trong phôi thai đã tăng từ 15 lên 45 bộ DNA. Comment xuống bên dưới cho Thế Giới Hôm Nay biết nếu bạn muốn tận mắt nhìn thấy chú voi này trong vườn thú nhé. 6. Chimoa. Moa khổng lồ là một trong 11 loài chim tiền sử có cánh nhưng không thể bay được, tương tự như loài đà điểu hiện đại. Nó từng là loài chim lớn nhất thế giới cổ đại. Tuy nhiên, loài chim Moa đã chính thức bị tuyệt chủng vào khoảng 600 năm trước. Mặc dù vậy, trong một hang động ở New Zealand, các nhà khảo cổ đã tự hỏi phải chăng đôi mắt có đang đánh lừa chính họ. Vì họ không thể giải thích được vật thể ở ngay trước mắt, một chiếc móng vuốt khổng lồ có niên đại 3.300 năm của loài chim này được tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn với lớp thịt và lớp vảy bị bong tróc. Chiếc móng vuốt được bảo quản tốt đến nỗi trông như thuộc về một con vật nào đó chỉ vừa mới chết gần đây. DNA của loài Moa được trích xuất từ mẫu vật và được đưa vào phòng thí nghiệm để thực hiện những dự án nhân bản loài. Hiện nay, nghiên cứu của các nhà khoa học đang có tiến triển, nhưng vẫn chưa thể đạt kết quả mong muốn. Phương án khả quan nhất đang được tính đến chính là thay đổi phôi thai của đà điểu thường thành đà điểu khổng lồ. 5. Dê rừng Pyrenee. Dê rừng Pyrenee hay còn gọi là Bucado, từng sinh sống phổ biến trên những ngọn núi thuộc dãy Pyrenee ở biên giới Pháp, Tây Ban Nha. Đây là loài vật biểu tượng của cả vùng, với bộ xương cong đồ sộ. Tuy nhiên vào năm 1997, chỉ còn sót lại duy nhất một cá thể cá dê rừng Pyrenee còn sống. Alberto Fernandez Arias, một bác sĩ thú y đã nuôi con dê cái suốt 10 tháng trước khi nó chết. Ông lấy mẫu tế bào từ tai và sườn nó, đưa tới phòng thí nghiệm để nuôi cấy, sau đó bảo quản đông lạnh ở nhiệt độ sâu. Sau nhiều nghiên cứu, bào thai nhân bản vô tính có chứa DNA từ vật mẫu dê Pyrenee cuối cùng đã được cấy thành công vào tử cung của một con dê hiện đại và đạt được một chút thành tựu. Một con dê rừng Pyrenee cái chào đời vào ngày 30 tháng 7 năm 2003. Tôi đã kéo con dê nhỏ ra. Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên trong lịch sử một con vật tuyệt chủng hồi sinh trở lại, Alberto nói. Mặc dù tuổi thọ của con dê không kéo dài,
nhưng đây là một bước tiến lớn để hồi sinh con vật này trong tương lai. Bốn, người Neanderthal. Ngoài các loài quái thú, người Neanderthal tuyệt chủng khoảng 33.000 năm trước cũng có khả năng được hồi sinh, là thành viên bị tuyệt chủng gần đây nhất của chi người. Mặc dù giống chúng ta, nhưng DNA người Neanderthal khác hẳn với chúng ta. Do đó, người Neanderthal được xem là một phân loài của loài người hiện đại. Không hề xảy ra thiên tai, thảm họa hay bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, song cộng đồng người Neanderthal lại biến mất một cách đột ngột. Sự biến mất này đã được xem là một điều bí ẩn trong hàng nghìn năm qua mà không một ai có thể đưa ra lời lý giải. Người Neanderthal được cho rằng là những người tiền sử từng sống ở châu Âu, vùng Cận Đông và Trung Á bằng phương pháp loại bỏ tạp nhiễm từ gen người hiện đại. Các nhà khoa học đã giám định thành công DNA từ hài cốt hóa thạch của người Neanderthal. Neanderthal được phát hiện trong một hang động thuộc vùng Siberia. Các nhà khoa học đã hoàn thành bộ gen của người Neanderthal. Giáo sư George cho biết khi các bộ gen phát triển có khả năng sinh trưởng trong phòng thí nghiệm, họ sẽ thử nghiệm trên con người hiện đại làm đối tượng mang thai hộ. Ba, khủng long. Nếu đã xem công viên Kijura, bạn hãy biết rằng hồi sinh những loài động vật hoang dã đã tuyệt chủng này là một ý tưởng không mấy hay ho. Khi khủng long ăn thịt là loài vật to lớn, cực kỳ hung bạo và vô cùng nguy hiểm đối với con người. Tuy nhiên, tái sinh khủng long và kiểm soát nó luôn là niềm mong muốn của con người cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay. Vị tỷ phú Clive Palmer đã từng cộng tác với các chuyên gia nổi tiếng về công trình nhân bản vô tính cừu Dolly với tham vọng hồi sinh khủng long bằng cách sử dụng mẫu DNA của những con thằn lằn cổ đại khổng lồ. Trong bộ phim Jurassic World, chúng ta được thấy các nhà khoa học hồi sinh một loài động vật đã tuyệt chủng bằng cách xây dựng lại chuỗi gen từ các mẫu hóa thạch. Câu chuyện nghe có vẻ như chỉ có trong phim, nhưng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật di truyền khiến cho việc hồi sinh một loài động vật đã bị tuyệt chủng có thể trở thành hiện thực. Khi tái tạo được chuỗi DNA hoàn thiện, kỹ thuật nhân bản vô tính sẽ giúp khoa học tạo ra được loài khủng long mới trong thời hiện đại. 2. Lười đất khổng lồ. Loài lười đất tiền sử là một trong những loài vật có vú lớn nhất từng hiện diện trên trái đất. Nhìn vào những vết tích hóa thạch của loài sinh vật cổ đại này, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ đó là một con gấu khổng lồ. Trong thực tế, lười đất có họ hàng gần với loài lười chỉ biết ngủ ngay, như chúng ta thấy ngày nay. Những con lười đất đã tung hoành thế giới này từ khi nền văn minh của con người chỉ mới là buổi bình minh vào khoảng 8.000 năm trước. Theo nhiều nghiên cứu, chính loài lười này là kẻ thù nguy hiểm trong cuộc cạnh tranh sinh tồn của tổ tiên chúng ta thời sơ khai. Các nhà khoa học tìm được nhiều mẫu hóa thạch còn dính lông, là nguồn DNA lý tưởng để hồi sinh loài động vật này. Tuy nhiên, kích thước khổng lồ của chúng khi so với lười hiện đại thật khó để tạo ra một giống lai. Do đó, các nhà khoa học sẽ phát triển thai nhi của lười đất trong tử cung nhân tạo trong tương lai. 1. Tê giác long mượt. Bạn nghĩ một chú tê giác có bộ lông dài suông mượt sẽ trông như thế nào? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé! Không chỉ voi ma mút là loài động vật khổng lồ với bộ lông mượt mà sống ở những đài nguyên lạnh lẽo, mà còn có loài tê giác long mượt đã chống chọi trước cái lạnh thấu xương của vùng Bắc Cực cách đây hơn 10.000 năm. Xác một con tê giác long mượt 34.000 năm tuổi đã được khai quật từ lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở vùng Yakutia, Siberia. Nhiều hình khắc gỗ xưa trong hang động được tìm thấy ở Chauvet, Pontiac thuộc Pháp cũng cho thấy sự tồn tại của loài động vật này. Với những lý do mà voi ma mút có thể hồi sinh được thì loài tê giác long mượt này cũng vậy. Những gì còn sót lại của nó được bảo quản cực kỳ tốt trong những lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Do đó, việc chiết xuất DNA nguyên gốc có thể giúp hồi sinh loài tê giác này. Bạn thấy thế nào về những con vật sắp được hồi sinh này? Hãy comment ngay xuống bên dưới và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.